Kính chào quý vị và các bạn, Hành Trình Tương Lai rất vui được gặp quý vị trong bản tin tổng hợp hôm nay. Chúc quý vị khán giả thân yêu có một ngày mới, nhiều năng lượng và thành công. Như thường lệ, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với điểm tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Đà Nẵng, Hải Dương ghi nhận thêm 6 ca mắc viêm phổi phụ Hán mới. Trung Quốc hứa ưu tiên cung cấp vaccine viêm phổi phụ Hán cho các nước dọc sông Mekong. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bảo đảm đủ chỗ học cho tất cả trẻ em. Các địa phương cách ly xã hội ở Quảng Nam sẽ khai giảng trực tuyến. Hàng chục tấn chất thải lạ vận chuyển từ Ninh Bình vào đồ ở Thanh Hóa. Một công dân ở Ba Vì phát hiện dương tính viêm phổi Vũ Hán khi sang Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hai kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp du lịch. Sử phạt Phó Giám đốc Bảo Việt Nhân Thọ Hải Dương cùng vợ vì né khai báo y tế và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tối ngày 24 tháng 8, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm viêm phổi vô hán mới, cụ thể như sau. Ca số 1017 là một bệnh nhân nữ 68 tuổi ở Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, là người đi chợ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc vào ngày 23 tháng 8 năm 2020 tại chợ Hà Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ca số 1018 là một bệnh nhân nam, 57 tuổi, ở Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng, là nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng. Ca số 1019 là một bệnh nhân nữ, 37 tuổi, ở Hòa Khánh Bắc, Liên Triểu, Đà Nẵng, là nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng, tăng cường cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ ngày 6 tháng 8 năm 2020 đến nay, đã được cách ly tại khách sạn từ ngày 5 tháng 8 năm 2020. Tiếp theo là ca số 1020 là một bệnh nhân nam 26 tuổi ở Hòa Khánh Bắc Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, có tiếp xúc với bệnh nhân số 996. Ca số 1021 là một bệnh nhân nam 8 tuổi, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là con của bệnh nhân số 1016. Ca số 1022 là một bệnh nhân nữ 63 tuổi ở Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là mẹ đẻ và ở cùng con trai là bệnh nhân số 1016 tờ tân hoa xã đưa tin thủ tướng trung quốc lý khắc cường tuyên bố nước này sẽ ưu tiên cung cấp vaccine viêm phổi vũ hán cho các nước tiểu vùng sông mekong trong đó có việt nam campuchia lào thái lan myanmar một khi loại vaccine này được phát triển và đưa vào sử dụng Ông Lý đưa ra tuyên bố về việc cung cấp vaccine viêm phổi phụ hán như trên khi tham dự hội nghị cấp cao hợp tác sông Mê Công Lan Thương LMC lần thứ ba được tổ chức trực tuyến. Ngoài ra, Thủ tướng Trung Quốc còn tuyên bố Trung Quốc sẽ lập các quỹ đặc biệt để thúc đẩy sức khỏe công theo khuôn khổ của quỹ đặc biệt thuộc LMC và sẽ tiếp tục cung cấp các tài liệu chống dịch và hỗ trợ kỹ thuật cho các nước tiểu vùng sông Mê Công. Theo báo tin tức đưa tin, năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1, trong đó yêu cầu học sinh được học hai buổi một ngày và sĩ số lớp học là 35 học sinh một lớp. Tuy nhiên với tình hình gia tăng dân số cơ học quá nhanh, nhiều quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh không thể đáp ứng được yêu cầu này. Việc giải quyết chỗ học cho học sinh cũng là một áp lực lớn. Trước thực trạng này, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm của thành phố là đảm bảo tất cả các em đến tuổi đi học phải được đến trường, đồng thời năm nay học sinh lớp 1 phải được học đầy đủ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thành phố nghiên cứu hướng tập trung phát triển trường ngoài công lập bậc tiểu học và hỗ trợ học phí cho đối tượng học sinh nghèo khi theo học trường này. Cụ thể Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng các sở ngành liên quan sẽ xây dựng đề án hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học ngoài công lập trình Ủy ban nhân dân và trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Mới đây ông Hà Thanh Quốc, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam cho biết, sở này vừa họp trực tuyến với các hiệu trưởng, phòng giáo dục để phổ biến công tác tổ chức năm học 2020-2021. Theo ông Quốc, trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn biến phức tạp, lễ khai giảng năm nay có nhiều sự thay đổi. Theo đó, với học sinh, giáo viên những huyện thành phố không thực hiện giãn cách xã hội, kiểm soát dịch tốt sẽ tổ chức khai giảng năm học mới bình thường nhưng sẽ giảm bớt những khâu không quan trọng để đảm bảo an toàn. Đối với ba địa phương đang giãn cách cách ly xã hội là thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên nếu tới ngày mùng 5 tháng 9, các địa phương vẫn cách ly xã hội thì nhà trường sẽ tổ chức khai giảng bằng cách trực tuyến. Nhưng vẫn phải tạo được không khí phấn khởi chào đón năm học mới cho các em học sinh. Ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo ngành chức năng làm rõ hàng chục tấn hóa chất lạ được chở trên xe đầu kéo từ Ninh Bình đưa vào huyện này để đổ trước đó người dân khu phố vũ yên thị trấn nông cống phát hiện một ô tô đầu kéo chở nhiều bao chất thải đưa vào đổ tại các khu vực núi giáp danh xã phú nhuận huyện như thanh họ chặn chiếc xe này lại và báo công an huyện nông cống đến hiện trường xử lý tại hiện trường công an bắt quả tang tài xế đang hạ các bao tải chứa chất thải từ trên thùng xe xuống khu vực gần bãi rác công an yêu cầu tài xế dừng việc hạ tải lái xe đưa ô tô cùng tăng vật về trụ sở công an để lập biên bản sự việc Người dân địa phương cho biết tại khu vực chất thải được đổ xuống gần một hồ nước nhỏ, một số lượng nhỏ chất thải đã được đổ xuống hồ nổi váng đen xì, chất ở trong các bao tải màu đen có mùi hôi. Họ nghi ngờ đây là chất thải độc hại sẽ ảnh hưởng đến môi trường của địa phương. Hiện cơ quan chức năng huyện Nông Cống vẫn đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ số chất thải trên. Theo Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai, cơ sở này đã nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội CDC về hai trường hợp F1 tại xã Đại Thành liên quan đến công dân thuộc xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, bay sang Nhật Bản và được nước sở tại thông báo là ca nghi mắc viêm phổi Vũ Hán. Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội, ca nghi mắc này sau khi qua Nhật Bản đã được test nhanh và cho kết quả dương tính viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, vẫn chưa phải là kết quả khẳng định. Để đảm bảo an toàn, hiện các trường hợp F1 của ca nghi nhiễm viêm phổi Vũ Hán này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, cả hai trường hợp F1 này đã có kết quả âm tính lần thứ nhất. Bên cạnh hai trường hợp F1, qua điều tra cũng đã xác định trên địa bàn huyện Quốc Oai có 24 trường hợp F2 và 51 trường hợp F3 của ca nghi mắc này. Ngày 24 tháng 8, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố báo cáo đánh giá sơ bộ từ phía doanh nghiệp lữ hành. Trong đó, số lượng tour của doanh nghiệp lữ hành tổ chức hiện nay chỉ đạt được từ 3 đến 5% số chuyến so với dự kiến ban đầu. Thông kê của sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy, tính đến thời điểm hiện nay, có khoảng từ 90 đến 95% các doanh nghiệp lữ hành đã tạm ngưng hoạt động. Chỉ một số ít doanh nghiệp còn hoạt động để xử lý những công nợ với đối tác và khách hàng. Trên cơ sở nắm bắt tình hình kinh doanh và lắng nghe ý kiến đề xuất của doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, sở du lịch thành phố đã đưa hai kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Với kịch bản thứ nhất, trường hợp dịch bệnh được khống chế trong tháng 9 năm 2020, Sở sẽ tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa trên cơ sở liên kết doanh nghiệp lữ hành khách sạn, vận chuyển và điểm tham quan để có những sản phẩm mới an toàn. Còn với kịch bản thứ hai, trường hợp dịch bệnh kéo dài đến hết quý thứ tư năm 2020, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nhóm giải pháp tái cơ cấu, đào tạo lại nguồn nhân lực trong ngành du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp định hướng thị trường và xây dựng sản phẩm sẵn sàng cho tái khởi động kinh doanh khi dịch bệnh được khống chế. Ngoài ra, sở cũng thực hiện song song một số chương trình phù hợp với tình hình thực tế thuộc nhóm giải pháp ở kịch bản thứ nhất. Theo báo VietnamNet đưa tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã ra văn bản về việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ vi phạm trong công tác phòng chống dịch viêm phổi Phú Hán. Trước đó, Tổ phòng chống dịch phường Hải Tân đã kiểm tra và phát hiện ông Trần Đình Vịnh, Phó giám đốc công ty Bảo Việt Nhân thọ Hải Dương và vợ là bà Nguyễn Quỳnh Phương, trưởng phòng kinh doanh 1 của công ty này không khai báo y tế. Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, Trần Hồ Đăng cho hay Hai vợ chồng ông Vịnh đi ăn tại quán bò tươi số 36 Ngô Quyền, nơi được xác định là ổ dịch phức tạp nhất hiện nay của tỉnh. Hành vi trốn khai báo y tế này đã vi phạm quy định về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị định 176-2013 NDCP của Chính phủ. Ông Vịnh và bà Phương đã bị cơ quan chức năng xử phạt mỗi người 300.000 đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hải Dương có biện pháp xử lý nghiêm đối với ông Vịnh và bà Phương theo thẩm quyền của ngành. Sau đây là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. Trung Quốc thiếu lương thực, người lãng phí đồ ăn có thể bị tố cáo. Bắc Kinh thừa nhận đã sử dụng vaccine chưa thử nghiệm xong để kiểm soát dịch viêm phổi Phú Hán. Trung Quốc phát đi cảnh báo màu vàng vì mưa lớn và bão. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ South China Morning Post cho biết, Cơ quan An toàn Hàng hải Hải Nam thông báo vùng biển phía đông Nam đảo Hải Nam sẽ bị phong tỏa trong thời gian Bắc Kinh tổ chức tập trận từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 8. Thông báo trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận độc lập ở biển Hoàng Hải, vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng của Mỹ và Trung xoay quanh vấn đề Biển Đông đang gia tăng. Chuyên gia quân sự Ni Lê tại Thượng Hải nhận định Trung Quốc muốn gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Mỹ, đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc cũng đang chuẩn bị cho những cuộc chiến tiềm tàng trong tương lai gần đây sau khi chủ tịch trung quốc ông tập cận bình ra lệnh cấm lãng phí thực phẩm chính quyền các cấp trên cả nước đã ngay lập tức hiện thực hóa lời ông ủy ban xây dựng văn minh tinh thần thượng hải đã đưa ra thông báo chính quyền cần tăng cường công khai cấm lãng phí đồ ăn đồng thời thiết lập cơ chế tố cáo và khiếu nại những đối tượng lãng phí đồ ăn nếu người bị tố cáo vẫn kiên quyết không sửa đổi sẽ bị phê bình và vạch trần thân phận Ngoài ra, căng tin của nhiều trường học cũng ra nhiều quy định khác nhau. Một trường cấp 2 ở Lỗi Dương, Hồ Nam đã trực tiếp đánh giá về thức ăn thừa của học sinh có liên quan trực tiếp tới học bổng. Những nỗ lực ngăn chặn lãng phí đồ ăn này của chính quyền địa phương đang khiến dân chúng phàn nàn. Họ đặt nghi vấn rằng cơ quan chức năng phải chăng đã quản lý không đúng đối tượng. Người dân Trung Quốc hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, lũ lụt và giá thịt tăng cao. Người dân thường hầu như không thể lãng phí đồ ăn thức uống được. Bên cạnh đó, nguy cơ khủng hoảng lương thực và các nạn đói trong lịch sử chưa một lần là nguyên nhân do dân chúng lãng phí thức ăn mà tạo thành. Theo tờ Secret China, ông Trịnh Trung Vĩ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã tiết lộ rằng Trung Quốc đã chính thức triển khai sử dụng khẩn cấp vaccine viêm phổi mới, nhưng không cho biết về đối tượng cụ thể được áp dụng sử dụng. Ngoài ra, ông Trịnh Trung Vĩ cho biết thêm rằng các nhà chức trách có thể xem xét mở rộng kế hoạch sử dụng vaccine khẩn cấp để ngăn ngừa dịch bệnh có thể bùng phát vào mùa thu và mùa đông. Theo quy định rõ ràng về luật quản lý vaccine, khi một sự kiện sức khỏe cộng đồng đặc biệt quan trọng lớn xảy ra, thì Ủy ban Y tế Quốc gia phải đưa ra đơn xin sử dụng vaccine khẩn cấp. Điều này cho thấy rằng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc đã có thể đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Hiện tại, chưa có vaccine nào trên thế giới hoàn thành tất cả các giai đoạn thử nghiệm và hầu hết các quốc gia đang bị mắc kẹt, chỉ trệ trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng vaccine. Quy mô thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cũng là rất lớn, cần đến ít nhất từ 20.000 đến 40.000 tình nguyện viên. Sáng ngày 24 tháng 8, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng. Dự báo từ 8 giờ sáng ngày 24 tháng 8 đến 8 giờ sáng ngày 25 tháng 8 theo giờ địa phương, hàng loạt tỉnh thành khu vực Đông Bắc và Đông Nam nước này sẽ có mưa to, một số nơi mưa rất to, như tỉnh Liêu Ninh và cát Lâm có nơi lượng mưa lên tới từ 100 đến 150 mm. Trong ngày 25-26 tháng 8, khu vực ven biển Đông Nam, Quảng Tây cũng có mưa rất to. Các chuyên gia khí tượng Trung Quốc cảnh báo, do thời gian gần đây thường xuyên xảy ra mưa lớn, một số khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên, Liêu Ninh và thành phố Trùng Khánh cần đề phòng có lũ quét và lũ trên các sông hồ vừa và nhỏ. Trong khi đó, bão Ba Vi, cơn bão lớn nhất từ đầu năm đến nay hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương, đang mạnh dần lên và tiếp tục di chuyển lên phía Bắc. Trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, cơn bão này sẽ ảnh hưởng lên các vùng biển của Trung Quốc với sức gió phổ biến khoảng cấp 6 7, một số nơi cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 15 16. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tin tức trên thế giới. Trước tiên là điểm tin chính. Có thể Mỹ sẽ cấp phép vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán trước bầu cử. Ấn Độ sẵn sàng hành động quân sự nếu đàm phán với Trung Quốc thất bại. Liên Hợp Quốc yêu cầu châu Phi mở lại trường học sau 6 tháng đóng cửa vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Australia ngăn chặn tin tặc đánh cắp các nghiên cứu về viêm phổi Vũ Hán. Nga dự kiến sản xuất 6 triệu liều vaccine viêm phổi Vũ Hán mỗi tháng. Truyền thông Triều Tiên kêu gọi người dân cảnh giác phòng dịch viêm phổi Vũ Hán. Hàng trăm nghìn người biểu tình kéo đến dinh Tổng thống Belarus. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tờ Bloomberg đưa tin, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét bỏ qua những tiêu chuẩn theo quy định bình thường của Mỹ để đẩy nhanh tiến trình cấp phép vaccine ngừa viêm phổi Vũ Hán phát triển bởi Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh sẽ được sử dụng tại Mỹ trước thêm bầu cử Tổng thống năm 2020. Phương án này sẽ bao gồm việc cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDA cấp phép giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với loại vaccine nói trên. Tuy nhiên, hãng dược phẩm AstraZeneca cho hay họ chưa thảo luận về việc cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với loại vaccine này với chính phủ của Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, FDA thông báo cơ quan này đã cấp phép sử dụng huyết tương từ các bệnh nhân nhiễm viêm phổi Phú Hán đã bình phục để chữa trị căn bệnh nguy hiểm này.

Mới đây, tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ CDS, tướng Bipin Rawat cho biết, nước này sẵn sàng lựa chọn giải pháp quân sự để đối phó với Trung Quốc ở Ladakh nếu các cuộc đàm phán giữa quân đội hai nước cũng như các biện pháp ngoại giao về khu vực biên giới dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC dài 4.057 km, không mang lại kết quả. Truyền thông Ấn Độ đưa tin, chính phủ nước này quyết định sẽ tổ chức thêm các cuộc đàm phán cấp quân sự với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp biên giới. Các cuộc hội đàm cấp tư lệnh quân đoàn và tư lệnh sư đoàn có thể được tổ chức, sau ngày dự kiến chưa được ấn định. Theo các nguồn tin Ấn Độ, hiện tại Trung Quốc vẫn chưa rút quân khỏi nhiều khu vực dọc đường kiểm soát thực tế ở phía đông Ladakh như tại khu vực Finger, Thùng Lũng, Debsang và Gogra. Thậm chí, có một số vị trí binh lính Trung Quốc duy trì hiện diện suốt hơn 3 tháng qua và bắt đầu củng cố các điểm đóng quân với việc xây dựng các hầm ngầm và công sự. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã đưa ra khẳng định việc các nước châu Phi đóng cửa trường học gần 6 tháng qua để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi Phú Hán đã gây ra những tác hại nhất định đối với thanh thiếu niên các nước châu Phi hai cơ quan của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ các nước châu Phi thúc đẩy mở cửa lại các trường học một cách an toàn và có các biện pháp cụ thể để hạn chế thấp nhất sự lây lan của virus trong môi trường học đường. Ông Maxi Diso Moeti, giám đốc khu vực châu Phi của WHO khẳng định, nếu như các quốc gia có thể nối lại các hoạt động kinh doanh thì mở cửa trường học là một yêu cầu đặc biệt quan trọng. Để hạn chế sự bùng phát dịch bệnh trong các trường học, WHO và UNICEF khuyến nghị các biện pháp như rửa tay thường xuyên, khử trùng và làm sạch hàng ngày các bề mặt, công trình cấp nước và quản lý tốt chất thải. Các cơ quan tình báo của Úc tiết lộ có một sự gia tăng đáng kể nỗ lực đánh cắp thông tin y tế liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán của các tin tặc nước ngoài tại quốc gia này. Hiện tổ chức tình báo an ninh Australia, ACO, đang làm việc với các cơ quan y tế và tổ chức khoa học trong nước để đảm bảo những công trình nghiên cứu khả thi liên quan tới dịch viêm phổi Vũ Hán không bị đánh cắp. Giám đốc ASIO, ông Mike Burgess xác nhận, các nhân viên của Trung tâm An ninh mạng Australia ACSC và ACO đã thực hiện một số hoạt động ngăn chặn, tuy nhiên từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Ông Burgess nói thêm rằng, ASIO phát hiện có sự quan tâm lớn từ các thực thể nước ngoài đến những đột phá về y học của Úc được tiến hành một cách bí mật và đang ngày càng gia tăng. Mối đe dọa xảy ra vào thời điểm mà Australia đang đối mặt với nguy cơ tấn công mạng và hiện có nhiều gián điệp nước ngoài ở nước này hơn bao giờ hết. Hiện tại, nước Úc đang có tổng số là 24.916 ca nhiễm, trong đó có 517 ca tử vong và 19.603 ca hồi phục. Hãng tin RIA dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp của Nga Denis Manturov cho biết, nước này dự kiến sản xuất khoảng từ 1,5 đến 2 triệu liều vaccine viêm phổi Vũ Hán tiềm năng vào cuối năm nay, hướng dẫn tới mục tiêu tăng số lượng sản xuất vaccine lên 6 triệu liều mỗi tháng. Trước đó, Nga đã đăng ký vaccine viêm phổi Vũ Hán đầu tiên trên thế giới với tên gọi là Sputnik V ngay sau khi phê chuẩn, Nga đã nhận được đơn đặt hàng 1 tỷ liều Sputnik V của hơn 20 quốc gia trên thế giới. Do vậy, để đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong nước và các đơn đặt hàng trên thế giới, chính phủ nước này hiện đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình sản xuất vaccine viêm phổi Vũ Hán với mục tiêu sản xuất khoảng 6 triệu liều vaccine mỗi tháng vào năm sau. Ngoài ra, sau vaccine Sputnik V, giới chức Nga dự kiến đăng ký EpiVacCorona, Corona, vaccine viêm phổi phụ Hán thứ hai của nước này vào tháng 10 tới và đưa vào sản xuất từ tháng 11 năm nay. Hiện tại, Nga đang có tổng số là 961.493 ca nhiễm, trong đó có 16.448 ca tử vong và 773.095 ca hồi phục. Tờ Rudong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, đăng tải bài viết kêu gọi người dân nước này đeo khẩu trang nhằm ngăn ngừa sự phát tán của dịch viêm phổi Vũ Hán. Bài viết khẳng định khủng hoảng y tế công toàn cầu hiện nay là hồi chung cảnh báo việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của người dân có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác phòng dịch của quốc gia. Bài viết cũng yêu cầu các đơn vị lĩnh vực nhập khẩu cần làm tốt công tác kiểm dịch và khử trùng, ngăn ngừa dịch từ bên ngoài xâm nhập vào trong nước. Được biết, đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên nằm trong số ít các quốc gia và vùng lãnh thổ tuyên bố chưa có ca nhiễm viêm phổi vụ hán nào. Theo hãng thông tấn AP và Reuters, khoảng 200.000 người Belarus đã tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko tại Minsk, phất lờ cảnh báo của quân đội. Các đường phố ở thủ đô Minsk của Belarus đã chuyển thành màu trắng và đỏ khi người biểu tình cầm cờ biểu tượng cho sự phản đối của họ với ông Lukashenko và hô vang các khẩu hiệu kêu gọi ông này từ bỏ quyền lực, tiến hành bầu cử lại. Những người biểu tình sau đó tiến sát dinh độc lập nơi làm việc của tổng thống một video cho thấy Tổng thống Lukashenko đeo súng, mặc áo chống đạn bước từ trực thăng xuống dinh Tổng thống. Hiện chưa có báo cáo về số người bị bắt vào tối qua, những người biểu tình đã giải tán trong hòa bình giữa lúc mưa đổ xuống. Hồi đầu tháng này, khoảng 7.000 người đã bị bắt khi tham gia biểu tình. Và tiếp theo sẽ là tin tức về khu vực Đông Nam Á tại sự kiện do trung tâm asean nhật bản tổ chức tổng thư ký asean ông lim jok hoi khẳng định asean đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng không giống bất cứ khu vực nào trên thế giới hiện tại số lượng các ca nhiễm viêm phổi vũ hán vẫn tiếp tục tăng ở mức đáng báo động nhiều quốc gia trong khu vực đông nam á vẫn đang tìm cách cân bằng việc ngăn chặn sự lây nhiễm của virus và phục hồi kinh tế bằng các sáng kiến thương mại do chính phủ các nước không có khả năng kéo dài các biện pháp kích thích kinh tế các chuyên gia cho biết khả năng cao khu vực Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều, bởi nền kinh tế khu vực phụ thuộc lớn vào toàn cầu hóa, dòng vốn đầu tư và khách du lịch quốc tế. Truyền thông Philippines cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana đã chỉ trích gai gắt tuyên bố gần đây của Trung Quốc khi cho rằng Philippines đang có hành động khiêu khích bất hợp pháp trên Biển Đông. Ông Lorenzana khẳng định các lực lượng của Trung Quốc mới là những người thực hiện các hành vi khiêu khích bất hợp pháp ở khu vực dầu tài nguyên này, bao gồm cả việc chiếm đóng bất hợp pháp các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Trước đó Trung Quốc đã kêu gọi Philippines dừng các hoạt động khiêu khích bất hợp pháp trên biển Đông sau khi Manila gửi hai công hàm phản đối Trung Quốc vào ngày 20 tháng 8. Tiếp theo là phần tin đáng chú ý trong ngày. Trước tiên là tin đáng chú ý tại Việt Nam. Theo cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, tính từ khi bùng nổ dịch viêm phổi vũ hán tính đến 15 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2020, Việt Nam đã thực hiện được tổng cộng 1.009.145 xét nghiệm bằng phương pháp Real Time PCR. Hiện toàn quốc có 71 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định viêm phổi vũ hán với công suất khoảng 34.000 mẫu mỗi ngày. Thưa quý vị, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên cả nước đang là 1.022 ca, trong đó có 27 ca tử vong và 577 ca hồi phục. Tiếp theo là phần tin đáng chú ý trên thế giới. Mới đây, tham mưu trưởng quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này sẵn sàng lựa chọn giải pháp quân sự để đối phó với Trung Quốc ở Ladakh nếu các cuộc đàm phán giữa quân đội hai nước cũng như các biện pháp ngoại giao về khu vực biên giới dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC không mang lại kết quả. Chính quyền Thái Lan cho biết, nước này đang thận trọng xem xét các kế hoạch tái mở cửa các đường biên giới trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát đang ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch, với các du khách quốc tế chiếm khoảng 2 trên 3 doanh thu. Tiếp theo là tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán theo nguồn Worldometer. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 23.608.794 ca. Tổng số ca tử vong đang là 812.812 .812 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 16 triệu 100.740 ca. Thưa quý vị, những con số vừa rồi đã khép lại phần tin tổng hợp và những tin tức về dịch viêm phổi Vũ Hán ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây, Ngọc Trang sẽ gửi đến quý vị phần nhân sinh cảm ngộ như thường lệ quý vị nhé! có câu tục ngữ người tham lam sẽ muốn ngày càng nhiều giống như con rắn muốn nuốt lấy cả con voi một cá nhân nếu không biết bằng lòng thì sẽ chỉ cảm thấy đủ khi đã có một tài sản khổng lồ như vậy người ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc thật sự tài nguyên vật chất trên thế gian là hữu hạn nhưng ham muốn giàu có của con người lại là vô hạn do vậy để thực sự hạnh phúc và vui vẻ người ta phải biết kiềm chế dục vọng của bản thân đồng thời bảo trì thiện niệm trong tâm một cuộc sống vật chất sung túc mang đến cho chúng ta hạnh phúc tạm thời nhưng một trái tim lương thiện lại mang đến cho chúng ta hạnh phúc trong cả một đời không ai hiểu được giá trị chân thực của cuộc sống không phải nằm ở nhận mà là nằm ở cho trong kiếp nhân sinh danh lợi tiền tài vàng bạc châu báu đều là vật ngoài thân và chúng không thể thỏa mãn một người luôn truy cầu vào mọi lúc còn thiện tâm là sự giàu có trong tâm hồn, nó giống như một tia sáng mặt trời tỏa sáng thế giới của chúng ta cùng những người xung quanh chúng ta. Thiện tâm là lòng tốt, là tình yêu thương và là cảm xúc tốt đẹp nhất của nhân loại. Thiện tâm sẽ cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc nhất. Thiện tâm cũng giống như nước vậy, nó làm tươi mát nơi khô cằn và thỏa mãn cơn khát của nội tâm. Một người thiện tâm sẽ không đối xử với mọi người như kẻ thù người đó luôn biết hài lòng với bản thân mình và sẽ không bị làm phiền hay xáo động bởi đủ loại rắc rối hay mâu thuẫn trong cuộc sống. Hạnh phúc và vui vẻ thật sự nằm sẵn trong tâm chúng ta. Một người thiện tâm có thể không có nhiều của cải, tài sản, xe hơi hay tiền tiết kiệm, nhưng họ biết thế nào là đủ và vui hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Người có một muốn có hai, lòng tham vô đáy chẳng ai muốn dừng anh em xem tựa người dưng, phân chia của cải chẳng ưng thiệt thòi. Đồng nghiệp để ý xăm soi, nhỏ to với sếp, mong đòi tiến thăng. Những vần thơ vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai và cuối mỗi một bản tin, chúng tôi vẫn hay chia sẻ đến quý vị rằng trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu về khí công xem sao. Vì theo như Ngọc Trang được biết, luyện tập khí công cũng làm liệu pháp thật tốt, hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thải độc, tăng sức đề kháng, giảm stress giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tích cực hơn trong cuộc sống. Xin mời quý vị yêu mến hành trình tương lai tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả ngay bên dưới mỗi một video. Và thưa quý vị, hiện tại Hành Trình Tương Lai đã có thêm kênh Hành Trình Tương Lai dự báo thời tiết. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đăng ký của quý vị. Chúng ta hãy cùng nở một nụ cười thật tươi và sáng khoái để chào đón một ngày mới quý vị nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.